Ơn Rời tập 5, kiều nữ làng hài Nam Thư khiến Trứng Thành khốn đốn. Cô bạn thân Nam Thư không ngại thẳng tay tát đạp Trứng Thành trong Ơn Rời cậu đây rồi 2016 tập 5. Ơn Rời cậu đây rồi mùa 3 tập 5 bùng nổ với những tiết mục vui nhộn và đầy ý nghĩa với sự tham gia của các khách mời như Nam Thư, Đỗ Duy Nam, Xuân Nghĩa và Lan Phương. Đặc biệt, kiều nữ làng hài Nam Thư đã khiến bạn thân Trứng Thành khốn đốn khi chạm mặt nhau trên sân khấu Ơn Rời. Là bạn thân, nhưng Trứng Thành đã sớm dằn mặt Nam Thư. Quyết không nương tay, hóa thân thành công chúa đánh đá, Nam Thư đối diện với thái giám Trứng Thành. Để trêu trọc và vạch mặt công chúa, Trứng Thành đã hóa thành hồn ma để trách mắng việc bị đẩy xuống giếng. Lỡ miệng nói hớ thái giám nhưng có vợ con, Trứng Thành đã bị Nam Thư phát hiện đang lừa dối mình. Nữ khách mời thẳng tay tát Trứng Thành và mắng anh mất dạy ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, Trứng Thành vẫn giỡn mặt Nam Thư, leo lên người nữ khách mời để xếp hình tháp. Ở trò oảnh tù ti, Nam Thư liên tục nhanh trí. Để bẻ ngược lý lẽ thường tình, kiều nữ làng hài giải thích logic khiến Trứng Thành cứng họng và hành hạ không thương tiếc. Trứng Thành tiếp tục lật kèo để biến Nam Thư thành tiểu nhị. Tại đây, Nam Thư tiết lộ lúc vui buồn thì Trứng Thành thường hay tâm sự với mình. Không những thế, Nam Thư còn mỉa mai. Cái chị Otoke ăn cho nhiều để người ta tưởng mình có bầu, khiến Trứng Thành phì cười. Không chỉ hài hước, đổ sập khi đạo diễn Trương Thế Vinh bắt Nam Thư động tay chân, đá vào chỗ hiểm của Trứng Thành. Khi vị đạo diễn lánh đi, Trứng Thành mới hé lộ mình thực sự là người cha nghèo của Nam Thư. Vì sợ báo chí hé lộ thân phận, Nam Thư đã nói dối công chúng và phân biệt đối xử với Trứng Thành. Tình huống trớ trêu xảy ra khi đạo diễn Trương Thế Vinh tố Trứng Thành chính là người ăn cắp đồng hồ của mình, dọa tiết lộ bí mật bán thân mua vai diễn. Biết được bí mật động trời của con, Trứng Thành thẳng tay tát Nam Thư rồi ôm chầm lấy nhau khóc. Xem xong, Xuân Bắc cứ ngỡ Trứng Thành Nam Thư đã tập cùng nhau cả tháng trời. Trước lời khen ngợi của Hoài Linh, Nam Thư và Trứng Thành không kèm được cảm xúc và mếu máu khóc. Bên cạnh đó là những diễn biến khác trong Ơn Rời cậu đây rồi. Lên thức đầu tiên là những diễn viên có máu điên Lan Phương. Tại hậu trường, cô nàng tăng động này liên tục nhảy múa để khởi động cơ bắp. Lan Phương cho biết, nếu Trường Giang mà chọc tôi điên lên là tôi xử ngay. Cầu được ước thấy, Lan Phương đã phải hóa thân thành chim mẹ xinh đẹp của hai con chim xấu xí Trường Giang và Lâm Vĩ Dạ. Dù khá hồi hộp nhưng Lan Phương vẫn tỏ ra vẻ ngán ngẩm vì vẻ ngoài xấu xí của Trường Giang. Nữ diễn viên nói, nhìn mãi vẫn không hiểu sao lại đẻ ra được hai cái giống này. Trường Giang ngay lập tức đầy đọa Lan Phương, nũng nịu bắt cô xoa bóp chân cho mình. Không những thế, anh còn bắt khách mời phải múa vũ điệu thiên lôi để Lâm Vĩ Dạ học theo. Trước sự dịu dàng và ân cần của Lan Phương, Trường Giang tuyên bố mình sẽ làm mẹ trong tương lai, khiến khách mời lẫn phó phòng đều bàng hoàng. Tình huống trở nên trớ trêu khi một chú chim xinh đẹp nhận mình cũng là con của Lan Phương. Giữa hai dòng con, Lan Phương ngang nhiên khuyên các con hãy chấp nhận thực tế, nhiều chồng của mình và sống vui vẻ cùng nhau. Một nạn nhân tội nghiệp khác của tuần này chính là Xuân Nghĩa, em trai của danh hài Xuân Hinh. Vừa vào phòng, Xuân Nghĩa lại lúng túng khi bị Hồng Đào hỏi hôm nay là ngày đặc biệt gì của cả hai. Xuân Nghĩa bị Hồng Đào bắt thóp khi cố gắng nhìn chữ trên bánh kem để trả lời. Chưa dừng lại, nữ trưởng phòng còn khiến Xuân Nghĩa ngượng ngùng khi nhờ kéo khóa áo giúp mình. Danh hiệu, đôi vợ chồng hạnh phúc nhất thế kỷ sụp đổ ngay khi Ngô Kiến Huy, con rơi của Xuân Nghĩa, biết cha có gia đình mới. Bi kịch tăng cao khi người Ngô Kiến Huy yêu lại chính là em cùng cha khác mẹ. Hình sốc này khiến Xuân Nghĩa vã mồ hôi khi phải bồng bế, vuốt ngực Hồng Đào khi cô lên cơn sốc. Hóa ra Ngô Kiến Huy đã nhận nhầm cha mình từ Xuân Hinh thành Xuân Nghĩa. Danh hài Hoài Linh nhận xét, Xuân Nghĩa nên bớt nhí nhảnh hơn trong cách diễn để phù hợp với độ tuổi của nhân vật. Là người thứ hai lên thớt, Đỗ Xuân Nam hóa thân thành một thầy bói trứ danh toàn cung điện. Tại đây, nam diễn viên bị trưởng phòng Tự Long ép vào cõi âm để nhập hồn vào các bá quan văn võ đã mất. Với kinh nghiệm diễn xuất, Duy Nam tinh tế biến hóa thành Quý Phi, tự nhận là người yêu của Hoài Linh. Đỗ Duy Nam cho biết anh chính là người má ấp, kề môi hàng ngày của nam giám khảo quyền lực. Thế nhưng, khi Duy Nam vừa nhập hồn vào Hoài Linh thì liền bị nam giám khảo đấm chuông, dừng tiểu phẩm vì sợ soi mói đời tư. Trong căn phòng cuối cùng, Nam Thư, Lan Phương, Duy Nam và Xuân Nghĩa cùng nhau nhập viện tâm thần với bác sĩ Hoài Linh. Tại đây, bệnh nhân Nam Thư đã thổ lộ, người ốm ốm như Hoài Linh mới là mẫu người hấp dẫn nhất. Phát hiện Hoài Linh là một bác sĩ giả dạng, bốn khách mời đã thay nhau lột đồ Hoài Linh ngay trên sân khấu.
Khép lại ơn rời cậu đây rồi mùa 3 tập 5, người chiến thắng chính là kiều nữ Nam Thư.